Đây có con 2030 này, hàng của Nhật, cổ có nhựa, có Candivo này. Con này cao 1m2. Lật như này lên nhé, lật được như thế này, xoay xoay. Con này khung nhôm nhé, 306. Đây, con này của ven bơn cổ kim loại, con này còn rất mới, cổ kim loại, nó cũng là dạng như dạng cổ dầu, dạng cổ dầu. Đấy, nó xuống nó từ từ chứ nó không thể như hội đầu nhựa này thì có thể xuống nhanh, nhưng mà hội đi xuống từ từ lắm. Đây, bạn chặt chặt này. Con này cũng hất lên hất xuống nhá, đều bằng kim loại hết. Con này 430 anh em nhá. Con đầu con này là con Natina. Con Natina đầu kim loại hết này. Đầu kim loại, chân dài. Con này cũng dạng 1m2 nhá. Đấy, con National này đầu kim loại này rất tốt, đầu kim loại hết, trông rất là mới, sáng bóng. Con này 450. Con này cũng kim loại hết nhá, khung hợp kim nhôm. Đấy, cũng có Candivo. Con này cũng, đấy, cũng có đặt lên đặt xuống góc 90 độ. Đấy. Đấy, con này 370 nhé. Hai con này 370 bằng nhau. Đấy, kim nhôm, con này màu đen, rất chắc chắn nhé. Con này 3 chấu, con này phải dài phải tầm 1m2, 1m3 gì đấy. À, con này ở đây đúng không, dài đây này, rất chắc chắn đấy. Đây, thích con nào thì alo nhé.